Và sau đây chương trình một ca khúc tiếp theo đầu tiên khi gỡ cọc hai người của chị là nữ ca sĩ Thúy Anh. Vỗ tay cho mọi người ơi. Đó là Thúy Anh sẽ mở đầu của chương trình buổi sinh nhật của cô VC trong ngày hôm nay cho mọi người nha. Và các cô chú anh chị trong live cho một tràng pháo tay để đến với nữ ca sĩ đầu tiên Thúy Anh.
chị bà bán mà chị yêu cầu em hát thì em hát nha. Nỡ lòng quá. Hey, đợi lắm. Yêu cầu của lời chị Duyên. Ủa cái gì không mặc cái bộ đồ này chứ bụng cái chung lòi dưới vậy. Sao đi em mượn nha, bữa nay mượn người bà xã của em á. Trời ơi, lỗi lầm nha, lỗi lầm nha. Giống như con gái Trung Hoa quá. Con gái đi ra có Trung Hoa. Bộ đồ này cái này không được chậm gì. Chỗ đó ráng giờ kia nó ăn. Anh và em bây giờ như vợ
trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai đứa. Có cái bảng nè, Happy Birthday Covaxin nha cả nhà. Đó. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, nãy anh Vũ Nguyễn cũng lên đây mua một cái bánh bông lan cho Covaxin. Đó, đây là cái bánh bông lan của anh Vũ Nguyễn tặng cho Covaxin nha cả nhà. Rồi sau đây là tối chúng ta dẫn ca của anh Tân và anh chế dụ những cô gái. Đó, rất là đẹp nha.